Hello, xin chào các bạn. Hôm nay các bạn khỏe không? Cảm ơn các bạn đã đến channel Nhịp Sống Cali nhé. Hôm nay Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái số ca nhiễm với mấy cái số người chết mới nhất hiện bây giờ cho cái dịch COVID-19. Hiện bây giờ toàn thế giới là có hơn 142 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 3 triệu người. Đó là toàn thế giới. Rồi bây giờ Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái nước mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là USA, United States of America, bên Mỹ nha các bạn. Hiện bây giờ bên Mỹ là có hơn 32 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 580.000 người. Đứng nhì là India, hiện bây giờ có hơn 15 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 170.000 người. Đứng ba là Brazil, hiện bây giờ có hơn 13 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 370.000 người. Đứng tư là France, hiện bây giờ có hơn 5 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 100.000 người. Đứng năm là Russia, hiện bây giờ có hơn 4.7 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 100.000 người. Đứng 6 là UK, hiện bây giờ có hơn 4.3 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 120.000 người. Đứng 7 là Turkey, hiện bây giờ có hơn 4.2 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 35.000 người. Đứng 8 là Italy, hiện bây giờ có hơn 3.8 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 110.000 người. Đứng 9 là Spain, hiện bây giờ có hơn 3.4 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 70.000 người. Đứng 10 là Germany, hiện bây giờ có hơn 3.1 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 80.000 người. Rồi bây giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn nước Việt Nam. Hiện bây giờ có 2.784 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 35 người. Cái này là mấy cái số mình đọc ở trên cái website worldometers.info/coronavirus. Các bạn nào mà ở bên Việt Nam mà thấy cái số nó khác đó, các bạn nhớ chia sẻ giùm cho mọi người nhé. Ok, bây giờ Nhịp Sống Cali muốn chia sẻ ở bên nước Mỹ mấy cái tiểu bang mà có nhiều ca nhiễm nhất với nhiều người chết nhất. Hiện bây giờ vẫn đứng đầu là California, Cali á các bạn. Có hơn 3.7 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 60.000 người. Đứng nhì là Texas, hiện bây giờ có hơn 2.8 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 40.000 người. Đứng ba là Florida, hiện bây giờ có 2.1 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 34.000 người. Đứng tư là New York, hiện bây giờ có hơn 2 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 50.000 người. Đứng 5 là Illinois, hiện bây giờ có hơn 1.3 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 20.000 người. Đứng 6 là Pennsylvania, hiện bây giờ có hơn 1.1 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 20.000 người. Đứng 7 là Georgia, hiện bây giờ có hơn 1 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 19.000 người. Đứng 8 là Ohio, có hơn 1 triệu ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 18.000 người. Đứng 9 là New Jersey, hiện bây giờ có hơn 970.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 25.000 người. Rồi đứng 10 là North Carolina, có hơn 940.000 ca nhiễm. Tất cả người chết là hơn 12.000 người. Đó các bạn, cái đó là mấy cái số mới nhất cho cái dịch COVID-19, cái số mới nhất của cái ca nhiễm với cái số mới nhất của người chết cho cái dịch nha các bạn. Ngày nào cũng có người chết nha, chứ không phải là có vaccine là hết người chết. Cũng ngày nào cũng có người bị nhiễm nha. Đó là mấy cái số hiện hôm nay đó mình muốn chia sẻ cho các bạn. Rồi mấy cái tin tức mới ở bên Mỹ hiện bây giờ là bên mấy tiểu bang kia bị thêm chết thêm mấy người nữa nha các bạn. Bị người bắn chết người nữa. Bên Mỹ rất là buồn. Hiện bây giờ dịch COVID-19 chưa xong mà bị
thêm chết người, giết người. Rất là buồn nha các bạn. Đó thì hôm nay Nhịp Sống Kali muốn chia sẻ cho các bạn mấy cái tin tức mới nhất hiện bây giờ với mấy cái số mới nhất hiện bây giờ của cái dịch COVID-19. Ok các bạn nhớ ủng hộ cái channel của mình nhé. Nhớ comment, like, share và subscribe. Kế bên cái nút subscribe đó các bạn có cái chuông đó. Các bạn cũng nhớ bấm cái chuông luôn nhé. Mỗi lần mà mình up cái video nào mới đó thì họ báo cho các bạn biết. Nhịp Sống Kali muốn cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Nhịp Sống Kali. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này hôm nay. Nhịp Sống Kali muốn chúc các bạn nhiều sức khỏe và một ngày vui vẻ. Có gì mình gặp sau. Bye bye.